Giếng nước sông Sinh thôn Bảo Sơn, thế hộ ngồi giếng nước sông Sinh. Tỷ lệ sông Sinh của thôn Tân Trúc Bảo Sơn lớn nhất Đài Loan. Ngoài trừ giếng nước sông Sinh có thể giúp con người mang song thai ra, nghe nói còn có thể liên quan tới vị trí phong thủy. Vị trí thôn Bảo Sơn của chúng ta khi được thầy phong thủy ghé thăm, ông ta nói rằng vị trí phong thủy nơi này giống như là thế hổ phục dậy đó. Khu vực đỉnh núi thì giống như là hình ảnh trâu đang uống nước. Ông ấy còn nói chiếc cầu này là chiếc cầu sông Nhân, đối diện là hình ảnh của chữ Nhân. Bên này cũng là người, con sông đó cũng là người. Cho nên giống như truyền thuyết, tỷ lệ sinh song sinh ở thôn của chúng ta rất là cao, đẻ sinh đôi không à. Người ngoài tỉnh đến thôn chúng tôi làm cảnh sát và cô giáo giữ trẻ cũng đều sinh đôi. Vị trí phong thủy của thôn Bảo Sơn cũng đóng góp vào truyền kỳ về giếng nước song thai.